Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày mùng 1 tháng 11 thì chúng ta long trọng cử hành thánh lễ mừng chư thánh ở trên trời. Thế thì chúng ta tự hỏi rằng là tại sao ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng 11 thì dòng Đa Minh lại tổ chức mừng kính các thánh của dòng? Thưa cộng đoàn, đây chính là truyền thống và cũng là ân huệ mà dòng Đa Minh được lãnh nhận. Dòng Đa Minh là dòng thứ hai sau dòng Biển Đức được chính giáo hoàng Châu Phê để cử hành các thánh của dòng. Trong lá thư phúc đáp cho Đức Hồng Y Vinh Sơn Maria Orsini dòng Đa Minh thì Đức Giáo hoàng Clemente thứ 10 đã trả lời như thế này: là thật đúng rồi, thưa Hồng Y, dòng của ngài cần dành một ngày để mừng kính các thánh của dòng. Bởi vì nếu như giáo hội chấp thuận để cho mừng kính các thánh của dòng thì e rằng sẽ phải có một lịch phục vụ mới, bởi vì các thánh của dòng rất đông đảo. Mà quả thế, ở ngay Tổng hội vào năm 1337 ở Valencia, Tây Ban Nha, thì dòng đó tổ chức và thống kê được và thấy rằng là có được 13.700 các vị thánh tử đạo. Và từ năm 1334 đến năm 1335 thì ở dòng có tất cả gần 26 vị tử đạo. Trong số những vị thánh nhân, phúc tử đạo, trinh nữ, các thánh nam nữ, thì chúng ta thấy trong dòng Đa Minh có nhiều thành phần lắm. Và y như trong bài đọc 1 mà chị Lan đã đọc, thì chúng ta thấy rằng là có những người thì chẳng ai biết đến, có những người thì âm thầm cầu nguyện, học hỏi, chiêm niệm. Rồi có các vị nữ đan sĩ thì luôn dành cả trọn cuộc đời của mình chỉ biết cầu nguyện, chỉ biết hoãn cải để cầu nguyện cho thế giới. Rồi có những ơn gọi là giáo dân Đa Minh thì đã âm thầm sống một cách thánh thiện ở ngay giữa trần thế này như là men giữ đời vậy. Rồi chúng ta thấy trong dòng có những vị thánh rất là lỗi lạc, giỏi về thần học như thánh Tôma, một con người dành cả cuộc đời mình cho việc học thức. Thế nhưng đến cuối đời thì chính ngài cũng nói rằng là tất cả những gì gọi là trí thức hãy dẹp qua một bên, và ngài dành những năm cuối đời của ngài để suy niệm lời Chúa, để suy niệm thánh thể. Và chúng ta thấy kinh Ôi Yến Tiệc chính là kinh của chính thánh Tôma Aquino đã đề ra, đã viết ra. Rồi chúng ta cũng có những vị thánh rất giỏi về khoa học như là thánh Alberto. Rồi có những vị thánh mà một chữ không vẽ ra, đó là thánh Martino của chúng ta. Một cuộc đời luôn bay bổng trong đức ái của mình mà chúng ta vừa mừng kính ngày 3 tháng 11. Hay một vị thánh nữa cứ không biết một chữ nào, đó là thánh Catarina. Thế nhưng cả cuộc đời của người thì luôn dành trọn cho cả giáo hội,
luôn dành chọn cho việc sống trọn trong mầu nhiệm thánh thể. Rồi chúng ta có thấy một vị thánh nữa ở trong tu viện chúng ta mừng kính ở bên trung tâm, đó là thánh Gioan Mai San, một con người cũng sống rất thánh thiện và đặc biệt là có lòng bác ái. Rồi chúng ta đi chuyển qua bên ơn gọi của bên gia đình Đa Minh, thì chúng ta thấy được ở nơi đó một con người, đâu có vị biết đó là vị thánh nào rất nổi tiếng ạ. Ở bên ơn gọi của huynh đoàn Đa Minh, ở đây thấy có huynh đoàn Đa Minh ạ. Ngoài Katarina còn có một vị thánh gì nữa suốt ngày tu ở nhà vậy. Có nhớ không ạ? Dạ. À, vị thánh này rất là âm thầm thôi, nhưng mà đã sống trọn vẹn ơn gọi của một người Đa Minh. Chỗ là sống bậc sống như thế nào thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải sống trọn cho Chúa trong bổn phận trách nhiệm của mình. Việc mà chúng ta mừng kính các thánh dòng ở đây không phải là các vị đã có ngày để mừng kính, cho bằng là các ngài đã để lại một mẫu gương bằng chính đời sống của các ngài để cho những người hậu thế có thể noi gương và chúng ta nhìn vào đó để chúng ta phấn đấu mỗi ngày sống tốt hơn. Cầu xin các thánh dòng cũng giúp cho mỗi người chúng ta, dẫu là sống trong bậc gia đình thì chúng ta cũng cố gắng sống ngày một chu toàn bổn phận trách nhiệm của mỗi người chúng ta, hầu chúng ta có thể nên thánh ở giữa đời này. Amen.